Tiểu sử biên tập viên Hoài Anh. Biên tập viên xinh đẹp giữ sóng thời sự 19 giờ của VTV. Hoài Anh là biên tập viên, MC quen thuộc trên đài VTV vào 19 giờ hàng ngày. Có thể nói rằng biên tập viên Hoài Anh là gương mặt kỳ cựu của đài truyền hình Việt Nam. Cô cùng là nữ biên tập viên được yêu thích nhất cho đến nay, vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói dễ nghe, biên tập viên Hoài Anh được biết đến là một trong những biên tập viên tài năng của chương trình thời sự trên VTV, với gương mặt khả ái, giọng đọc nam bộ thu hút người nghe. Chính chất giọng đậm chất nam bộ này của cô từng gây tranh cãi khi lần đầu tiên xuất hiện trong các bản tin thời sự thường lệ của VTV. Năm ấy, việc Hoài Anh dẫn chương trình thời sự lúc 19 giờ được coi là một bước đi đột phá của VTV, bởi trước đó, nhà đài chỉ dùng các MC có giọng Hà Nội chuẩn để dẫn chương trình này. Hiện tại, sau hơn 10 năm, biên tập viên Hoài Anh vẫn đảm nhận vị trí của mình và cô trở thành người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin quan trọng này. Cô chính là người đã phá bỏ đi nguyên tắc tuyển chọn biên tập viên bất di bất dịch từ trước đến nay, với gương mặt khả ái, chất giọng ngọt ngào rành mạch, sau nhiều năm cố gắng Hoài Anh đã chinh phục được khán giả trong cả nước và nhận về những giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình. Vốn là một người khá kín tiếng về chuyện gia đình nên ít người có thể biết được tiểu sử và gia thế khủng của nữ biên tập viên xinh đẹp này. Trước khi trở thành một biên tập viên nổi tiếng, ít người biết cô đã thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Hoài Anh từng tham gia đóng một số phim truyền hình. Vai diễn đầu tiên của cô là Châu trong phim Mùa Hoa Nhớ. Trong phim, cô có rất nhiều cảnh quay chung với Quyền Linh. Sau Mùa Hoa Nhớ, biên tập viên Hoài Anh còn tham gia thêm bộ phim Đô La Trắng vào năm 2003. Nữ biên tập viên sinh năm 1980 tham gia diễn xuất cùng tài tử màn ảnh Lý Hùng. Trong phim, biên tập viên Hoài Anh vào vai phản diện bắt cóc trẻ em, buôn ma túy. Trong một dịp gặp lại diễn viên Lý Hùng, biên tập viên Hoài Anh tiết lộ rằng hai người đã rất vui vẻ khi nhắc lại thời đóng phim hơn chục năm trước ấy. Sau đó, cô lại thử sức với vai trò là nhân viên của một đơn vị hàng không. Tuy nhiên, công việc thành công nhất với Hoài Anh chính là một biên tập viên truyền hình. Biên tập viên Hoài Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội và là con một trong gia đình, cha là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên đại, hiện đang công tác tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo. Đến khoảng năm 1985 đến 1986, cô cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Biên tập viên Hoài Anh tốt nghiệp chuyên ngành Đông phương tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô về cộng tác cho một công ty hàng không tại Việt Nam. Sau một thời gian làm việc tại công ty hàng không, cô tình cờ nộp đơn xin dự tuyển vào vị trí người dẫn chương trình truyền hình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trải qua không ít lần tuyển chọn, cô may mắn trúng tuyển và được nhận vào làm tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam. Nhưng trong suốt thời gian cộng tác với trung tâm, nữ biên tập viên không có công việc cụ thể của một người dẫn chương trình. Nửa năm sau đó, cô quyết định chuyển sang marketing cho một công ty thị trường Nhật Bản. Trong thời điểm công việc đang tiến triển thuận lợi thì bất ngờ nữ biên tập viên lại quay trở về làm người dẫn chương trình cho Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian gắn bó với Trung tâm Truyền hình Việt Nam, biên tập viên Hoài Anh liên tiếp được chọn là MC cho nhiều chương trình truyền hình như Sân khấu thưởng thức, Những ước mơ xanh, Ước mơ Việt Nam. Đến năm 2007, kênh truyền hình dành riêng cho người dân các tỉnh Nam Bộ, kênh VTV9 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ra đời. Trong thời gian đó, biên tập viên Hoài Anh được chọn là gương mặt sáng giá để đảm nhiệm vai trò dẫn và biên tập cho nhiều chuyên mục khác nhau như Chuyện đêm khuya. Ngoài ra, biên tập viên Hoài Anh còn cộng tác cho nhiều chuyên mục khác của VTV như Làm giàu không khó, Chìa khóa thành công, Nhà đất hôm nay, một trong những chương trình do Hoa hậu Ngọc Khánh và Hoa khôi Thu Hương đảm nhiệm trước đây. Con đường sự nghiệp của biên tập viên Hoài Anh có thể thấy ngày một tiến triển, từ một người dẫn chương trình, không được đảm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể trở thành một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình Việt Nam. Biên tập viên Hoài Anh bén duyên với chương trình thời sự 19 giờ trên VTV1 trong một dịp tình cờ đi công tác tại Hà Nội đầu năm 2008 theo sự chỉ đạo của đài truyền hình Việt, với mục đích nhằm tăng cường vào đội ngũ biên tập viên và dẫn chương trình cho kênh VTV1 và VTV4. Tại đây, biên tập viên Hoài Anh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho một số kênh như Chào buổi sáng của VTV1, Thời sự của VTV4, trong đó có chương trình thời sự lúc 19 giờ của VTV1, một trong những chương trình được đánh giá khá cao. Trong năm 2008, biên tập viên Hoài Anh là một trong những biên tập viên có số phiếu bầu cao thứ nhì trong cuộc bình chọn người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất, chỉ sau biên tập viên Quang Minh và cùng thứ hạng với nữ biên tập viên Vân Anh. Hiện tại, cô là một trong những gương mặt MC và biên tập viên sáng giá nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những biên tập viên được chú ý nhiều nhất tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Anh có lịch làm việc tương đối dày đặc, thường xuyên phải ghi hình. Nữ biên tập viên cho biết cuộc sống của cô thường không giống như những gia đình bình thường, bữa cơm gia đình cô thường trễ hơn,
phải làm việc vào những ngày nghỉ lễ, giờ giấc trái ngược. Do đó nữ biên tập viên luôn cố gắng dành thời gian hiếm hoi của mình để bù đắp cho gia đình, cho những người thân yêu bên cạnh mình. Nữ MC xinh đẹp cho biết từ khi lập gia đình và sinh con thì càng bận rộn hơn trước, những bữa cơm gia đình sau 9 giờ tối gần như là quá bình thường đối với gia đình cô. Đôi lúc cô tranh thủ thời gian để chuẩn bị các công đoạn cho bữa ăn, trước giờ ghi hình, sau khi ghi hình xong mới có thể bắt tay vào việc nấu cơm tối cho gia đình. Cô chia sẻ thương nhất là chồng cô, anh hiểu được tính chất công việc của vợ và không một lần cằn nhằn, anh còn thường xuyên phụ vợ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Có thể thấy ngoài một sự nghiệp đáng mơ ước, biên tập viên xinh đẹp Hoài Anh còn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hôn nhân cực kỳ kín tiếng của biên tập viên Hoài Anh thời sự 19 giờ. Thành công trong sự nghiệp nhưng cũng giống như nhiều biên tập viên bản tin thời sự khác, Hoài Anh cực kỳ kín tiếng trong đời tư. Cô rất ít khi tiết lộ về chồng và thông tin chỉ rò rỉ một chút ít cho khán giả, rằng chồng Hoài Anh là một doanh nhân. Năm 2010, cô kết hôn với bạn trai người Bắc. Mặc dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh về bản thân trên Facebook cá nhân, nhưng cô rất hạn chế khoe bạn đời với mọi người. Từng có tin đồn cho rằng chồng biên tập viên Hoài Anh là cán bộ cao cấp nên cô mới được trở thành biên tập viên, giọng nam đầu tiên dẫn chương trình thời sự. Trả lời về tin đồn này với báo Phụ Nữ, biên tập viên thẳng thắn, tôi không hiểu ý nói cán bộ cấp cao ở đây là như thế nào. Tôi yêu quý và tự hào về tất cả thành viên trong gia đình tôi, cũng như gia đình chồng. Ông nội của tôi từng là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Ba chồng tôi từng là cán bộ quản lý trong quân đội, và công tác ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng. Cha mẹ tôi là những người trí thức thuộc thế hệ được gửi sang Liên Xô cũ, đào tạo. Nhưng việc tôi đi theo ngành này đến tận hôm nay là do ý thích và nỗ lực của bản thân, nữ biên tập viên thời sự cho biết, cuộc sống của cô thường không giống như những gia đình bình thường. Gia đình cô thường có bữa cơm trễ muộn, làm việc vào những ngày nghỉ lễ, giờ rất trái ngược. Nhưng không vì thế mà tình cảm của hai vợ chồng nhạt dần. Do đó nữ biên tập viên luôn cố gắng dành thời gian hiếm hoi của mình để bù đắp cho gia đình. Trong một lần trả lời phỏng vấn cách đây đã lâu, Hoài Anh tâm sự chồng cô là người thiệt thòi, luôn phải sinh hoạt theo thời gian của vợ. Hầu hết công việc trong nhà, ông xã cô đều san sẻ cùng vợ. Hoài Anh cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được chồng thấu hiểu, thông cảm và là hậu phương vững chắc ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp. Sau khi kết hôn không lâu, cả hai vui mừng chào đón con gái nhỏ chào đời. Từng chia sẻ về chồng trong thời gian cô mang bầu, biên tập viên Hoài Anh cho biết khi biết vợ mang bầu, anh ấy luôn ở cạnh, chăm sóc tận tình. Từ việc bếp núc, đưa vợ đi khám thai đến lúc sinh con, chúng tôi đều không thuê giúp việc vì hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau mọi mặt. Bí mật về chồng nhưng Hoài Anh lại chăm chỉ khoe hình ảnh của con gái hơn. Con gái của cô có tên Kỳ Uyên. Theo chia sẻ của Hoài Anh, cô bé từ nhỏ đã được dạy tính tự lập. Hoài Anh coi con gái như một người lớn, trò chuyện nhiều với bé và để cho bé có chính kiến riêng, thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Với cô, để con tự lập không có nghĩa là không gần gũi, quấn quýt con. Ngược lại, ba mẹ luôn ở bên con, thường xuyên trò chuyện, đặt ra các câu hỏi với con, khơi gợi cho con biết suy nghĩ nên làm gì trước mỗi tình huống để con tự quyết định, tự trả lời. Dù luôn cho con tự lập nhưng bản thân Hoài Anh lại quấn, con. Cô coi bé Kỳ Uyên chính là động lực giúp chị trẻ trung, xinh đẹp và luôn hoàn thành tốt công việc. Theo tiết lộ của nữ biên tập viên, cô bé sở hữu nhiều nét giống bố trên gương mặt, chỉ có tính cách là giống mẹ. Dù rất ít chia sẻ về bố của con gái nhưng ai cũng hiểu biên tập viên Hoài Anh đang sống hạnh phúc và viên mãn. Biên tập viên Hoài Anh tiết lộ góc khuất của nghề. Hoài Anh có những trải lòng về công việc biên tập viên truyền hình mà mình theo đuổi. Cô tâm sự, bình minh của chúng tôi có những ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng. Trên trang cá nhân, biên tập viên Hoài Anh gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ về những góc khuất của những người làm truyền hình. Cô cho biết có nhiều người nghĩ đây là công việc dễ dàng, chỉ cần ăn mặc, trang điểm đẹp rồi lên hình, nói mấy câu là xong việc. Thậm chí, họ cho rằng cô chỉ cần đọc chứ không phải suy nghĩ. Nữ biên tập viên bày tỏ quan điểm, tôi xin không nói gì về mình, chỉ xin nói một lời về những người thân của chúng tôi. Họ là những người thiệt thòi, và xứng đáng được trao tặng danh hiệu anh hùng lao động. Họ vừa là đặc công, vừa là du kích, có thể nằm hoặc ngồi xổm, bám sát địa bàn cổng đài suốt nhiều giờ đồng hồ, thậm chí nhiều ngày dài, để hoàn thành nhiệm vụ đưa đón và bảo vệ yếu nhân, tức nhân mà hơi yếu. Hoài Anh chia sẻ thêm vào thời điểm đăng tải dòng trạng thái này, 23 giờ, cô vẫn đang ở cơ quan để dựng phóng sự, viết kịch bản, nuôi ý tưởng cho những phóng sự tiếp theo. Cô chia sẻ thêm, còn ở đằng kia, một đồng nghiệp dẫn khác, lúc này, đang biên tập lời dẫn lần cuối trước khi chuẩn bị lên sóng bản tin cuối cùng trong ngày, bản tin 23 giờ. Đó là những công việc thường xuyên mà chúng tôi luôn phiên nhau đảm nhiệm. Ngoài ra, còn có những anh em biên tập, kỹ thuật, tổ chức sản xuất cho sáng hôm sau, cùng trực đêm nữa. Giờ này, họ vẫn ngồi bên những chiếc máy, mỗi người một công việc của mình, cho đến hết bản tin khuya, có những người đến tận 2 giờ đêm.
và Bình Minh của chúng tôi có những ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng. Đồng thời, biên tập viên Hoài Anh cho biết những lời cô hay các đồng nghiệp khác đọc trên sóng là tất cả những chất chiêu, chọn lọc, cân nhắc của mình và mọi người. Yêu và trăn trở với từng câu chữ lời dẫn, như yêu từng lời thầm thì của người yêu, như yêu một bức thư tình ấy. Bạn ạ, nữ biên tập viên VTV trẻ lòng. Bài viết của Hoài Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 2.600 lượt thích. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự hy sinh, đồng thời động viên Hoài Anh và các đồng nghiệp khác nỗ lực hết mình vì công việc. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình đặc biệt như Thời sự 19 giờ, trang phục của biên tập viên Hoài Anh cũng có những yêu cầu riêng về sự chỉn chu, nghiêm túc. Theo nguyên tắc, áo dài gần như là trang phục bất di bất dịch của cô. Việc mặc áo dài quanh năm tưởng chừng là chẳng cần phải suy nghĩ cách phối cầu kỳ, thế nhưng để khán giả không thấy nhàm chán cũng như thể hiện được phong cách cá nhân, bà mẹ một con rất kỹ tính trong việc chọn áo dài. Cô thường chọn những bộ áo dài có màu sắc nhã nhặn, đơn sắc hoặc những bộ áo dài có họa tiết hoa nhí để tăng độ trẻ trung mà không bị rối rắm. Mỗi khi diện áo dài đơn sắc nhã nhặn, Hoài Anh còn khéo léo mix thêm cùng phụ kiện để áo dài không trở nên nhàm chán. Chính vì vậy mà nữ biên tập viên được xem là một trong những bóng hồng có gút ăn mặc ấn tượng nhất nhì VTV. Nhiều năm gắn bó với vai trò dẫn sóng tin thời sự, cứ mỗi khi Hoài Anh xuất hiện, người ta đều mặc định hình ảnh của cô gắn với chiếc áo dài truyền thống, duyên dáng và kín đáo. Biên tập viên Hoài Anh chính thức rời Thời sự 19 giờ của VTV. Đầu năm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2022, biên tập viên Hoài Anh đã chính thức chuyển công tác sang công tác tại Ban Văn nghệ, dừng dẫn bản tin Thời sự 19 giờ. Sự thay đổi này khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ngắm nhìn biên tập viên Hoài Anh trên sóng bản tin Thời sự 19 giờ như trước đây. Vẫn nhớ lắm chỗ ngồi dẫn bản tin quen thuộc, nhớ trường quay thời sự từ những ngày còn là S6 nhỏ nhỏ và cũ kỹ, cho đến khi trở thành một trong những trường quay hiện đại nhất của VTV. Nhớ những khi tin bài về muộn, những bản tin đột xuất, nữ biên tập viên hoài niệm khi rời xa chương trình. Ở vai trò mới, giờ đây khán giả được gặp Hoài Anh trong chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật của Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam được phát sóng vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Đôi lúc Hoài Anh sẽ vẫn quen thuộc với quý vị trong hình ảnh tà áo dài, đôi lúc sẽ có chút khác lạ với những bộ váy mà khi dẫn thời sự, Hoài Anh chưa có cơ hội được mặc, Hoài Anh tiết lộ. Trên trang cá nhân của biên tập viên Hoài Anh, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi biết tin chị ngừng dẫn bản tin Thời sự 19 giờ. Trước tình cảm của bạn bè, khán giả, biên tập viên Hoài Anh chia sẻ, VTV là ngôi nhà lớn, không chỉ một bản tin. Mong khán giả tiếp tục cổ vũ để em có động lực được thử sức mình ở lĩnh vực mới.